Sao Hải Vương. Sao Hải Vương là hành tinh thứ 8 trong hệ mặt trời, gọi là hành tinh xa nhất tính từ mặt trời. Nó là hành tinh lớn thứ 4 về đường kính và đứng thứ 3 về khối lượng so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Sao Hải Vương được đặt tên theo vị thần biển Neptune của người La Mã. Qua các bản vẽ của Galileo cho thấy, ông chính là người đầu tiên quan sát sao Hải Vương qua kính viễn vọng vào ngày 28 tháng 12 năm 1612. Đến năm 1846, sao Hải Vương chính thức được công nhận với tên gọi Neptune. Sao Hải Vương là một hành tinh mang tính trung gian giữa trái đất và các hành tinh khí khổng lồ. Khối lượng của nó gấp 17 lần khối lượng của trái đất, nhưng chỉ bằng 1/19 so với khối lượng của sao Mộc. Lực hấp dẫn trên bề mặt của nó chỉ nhỏ hơn của sao Mộc. Bán kính tại xích đạo của sao Hải Vương là 24.764 km, gấp 4 lần bán kính của trái đất. Sao Hải Vương được xếp vào nhóm các hành tinh khí khổng lồ. Cấu trúc bên trong của sao Hải Vương gồm tầng khí quyển chiếm khoảng 5% đến 10% khối lượng của hành tinh và có chiều dài khoảng 10 đến 20% bán kính của hành tinh. Lớp phủ có khối lượng từ 10 đến 15 lần khối lượng của trái đất, chứa chủ yếu là nước, amoniac và metan. Hỗn hợp này được gọi là băng, mặc dù chúng là chất lỏng nóng và đậm đặc. Lớp phủ có nhiệt độ từ 1.700 độ C đến 4.700 độ C. Tại độ sâu 7.000 km, có thể hình thành các điều kiện làm cho metan biến thành tinh thể kim cương và rơi như mưa xuống vùng lõi của hành tinh này. Lõi của sao Hải Vương bao gồm sắt, niken và silicat, khối lượng bằng khoảng 1,2 lần khối lượng của trái đất, áp suất cực lớn, nhiệt độ ở đây có thể lên đến trên 5.000 độ C. Ở độ cao lớn, khí quyển sao Hải Vương chứa đến 80% là hydro, 19% là heli và cũng có một lượng nhỏ metan. Metan trong khí quyển hấp thụ ánh sáng đỏ, làm cho sao Hải Vương hiện lên có màu xanh giống như sao Thiên Vương. Tuy nhiên, màu xanh da trời của sao Hải Vương khác hẳn so với màu xanh lơ của sao Thiên Vương. Điều đặc biệt ở đây là mật độ metan trong khí quyển của hai hành tinh này tương tự nhau, nhưng người ta vẫn chưa biết nguyên nhân nào đã khiến cho hai hành tinh này lại có màu sắc khác nhau. Khoảng cách trung bình giữa sao Hải Vương và mặt trời là 4,5 tỷ km. Sao Hải Vương chuyển động quanh mặt trời một vòng, mất gần 165 năm trên trái đất. Thời tiết trên sao Hải Vương được đặc trưng bởi những cơn bão cực mạnh, với tốc độ gió lên đến gần 600 m trên giây. Hầu hết gió ở đây thổi ngược với chiều quay của hành tinh. Sao Hải Vương có đến 14 vệ tinh như đã biết. Vệ tinh lớn nhất là Triton, chiếm đến 99,5% khối lượng của toàn bộ các vật thể quay quanh sao Hải Vương, và cũng là vệ tinh duy nhất có hình cầu. Triton do nhà khoa học William Lassell phát hiện ra chỉ 17 ngày sau khi Galileo và Ares phát hiện ra sao Hải Vương. Không giống như những vệ tinh lớn trên các hành tinh khác trong hệ mặt trời, Triton chuyển động trên quỹ đạo có hướng ngược với chiều tự quay của hành tinh. Có khả năng nó đã bị hành tinh này bắt giữ trong vài tỷ năm trước. Quỹ đạo của Triton rất gần với sao Hải Vương, khiến nó đang bị rơi xoắn ốc chậm dần về phía hành tinh. Cuối cùng, vệ tinh này sẽ rơi xuống và vỡ nát trong khoảng 3,6 tỷ năm nữa. Năm 1989, Triton từng được ghi nhận là vệ tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời, với nhiệt độ trên bề mặt của nó bằng âm 235 độ C. Con tàu Voyager 2 đã tiếp cận sao Hải Vương gần nhất vào năm 1989. Tín hiệu từ Voyager phải mất 246 phút mới tới được trái đất. Sao Hải Vương cũng có một hệ thống vành đai hành tinh, nhưng chúng mờ hơn nhiều so với vành đai của sao Thổ. Các vành đai của sao Hải Vương chứa những hạt băng phủ với silicat hoặc vật liệu gốc carbon.
và đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho các vành đai có màu đỏ. Hiện nay, sao Hải Vương là hành tinh xa xôi nhất trong hệ mặt trời. Do quá xa, nên việc đưa các tàu thăm dò đến đây cũng phải mất nhiều năm. Cho nên, cho đến nay, sao Hải Vương vẫn còn là hành tinh đầy huyền bí trên bầu trời đêm.